Giữa mỗi cái răng biển tướng trang nghiêm, khi Phật mỉm cười đều phóng ra đại quang minh đầy đủ tất cả màu sắc báu, mani bảo diệm xoay vòng về bên phải, trải khắp mười phương pháp giới đều đầy khắp, diễn sướng âm thanh lời lẽ của chư Phật, nói hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, đó là tướng tốt đại nhân thứ 45. Như Lai có 40 cái răng, vừa trắng vừa đều vừa khít, vì sao lìa nói hài lưỡi chửi mắng, đối với tất cả chúng sinh đều tu đại từ bi, nên đắc được tướng tốt trang nghiêm này. Môi của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Ảnh Hiện tất cả quang minh báu, phóng ra màu sắc vàng thật diêm phủ đàn, màu sắc hoa sen, màu sắc tất cả báu. Quang minh rộng lớn chiếu khắp pháp giới đều khiến cho thanh tịnh, đó là 46. Môi của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Ảnh Hiện tất cả quang minh báu, phóng ra màu sắc vàng thật diêm phủ đàn, màu sắc hoa sen, màu sắc tất cả báu. Quang minh rộng lớn chiếu khắp mười phương pháp giới đều khiến cho thanh tịnh, đó là tướng tốt đại nhân thứ 46. Cổ của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây chiếu khắp tất cả thế giới, dùng mani bảo vương để trang nghiêm, cam bồ thành tựu mềm mại mịn láng, phóng ra quang minh tỷ lỗ giá na thanh tịnh đầy khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, đó là 47. Cổ của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây chiếu khắp tất cả thế giới, dùng mani bảo vương để trang nghiêm, cam bồ thành tựu, tên của trái cây màu đỏ mà tròn có 3 vần ngang, vì cổ Như Lai có 3 vần cho nên gọi là cam bồ thành tựu, mà còn vừa mềm mại vừa mịn láng, phóng ra quang minh tỷ lỗ giá na thanh tịnh đầy khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, đó là tướng tốt đại nhân thứ 47. Vai phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Phật rộng lớn tất cả báu, phóng ra quang minh màu sắc tất cả báu, màu sắc vàng thật, màu sắc hoa sen, thành lưới bảo diệm chiếu khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả Bồ Tát, đó là 48. Vai phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Phật rộng lớn tất cả báu, phóng ra quang minh màu sắc tất cả báu, màu sắc vàng thật, màu sắc hoa sen, thành tựu lưới bảo diệm chiếu sáng khắp mười phương pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả Bồ Tát, đó là tướng tốt đại nhân thứ 48. Vai phải của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây báu tối thắng chiếu khắp, màu sắc đó thanh tịnh như vàng diêm phù, phóng quang minh mani đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả Bồ Tát, đó là 49. Vai phải của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây báu tối thắng chiếu khắp, màu sắc đó rất thanh tịnh như vàng diêm phù, phóng quang minh mani báu đầy khắp mười phương pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả Bồ Tát, đó là tướng tốt đại nhân thứ 49. Vai trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây quang tối thắng chiếu pháp giới, có đủ thứ sự trang nghiêm giống như trên đảnh và giữa lông mày, phóng ra quang minh các màu sắc báu vàng diêm phủ đàn và hoa sen, thành lưới đại diện đầy khắp pháp giới, trong đó thể hiện tất cả thần lực, đó là 50. Vai trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây quang tối thắng chiếu pháp giới, có đủ thứ sự trang nghiêm giống như trên đảnh và giữa lông mày, phóng ra quang minh các màu sắc báu vàng diêm phủ đàn và hoa sen, thành tựu lưới đại diệm đầy khắp mười phương pháp giới, trong đó thể hiện tất cả thần lực, đó là tướng tốt đại nhân thứ 50. Vai trái của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây quang minh chiếu khắp, tướng đó vòng bên phải dùng sắc vàng diêm phủ đàn và mani bảo vương để trang nghiêm, phóng ra quang minh hưởng diệm các hoa báu đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và tất cả cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, đó là 51. Vai trái của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây quang minh chiếu khắp, tướng đó vòng bên phải dùng sắc vàng diêm phủ đàn và mani bảo vương để trang nghiêm, phóng ra quang minh hưởng diệm các hoa báu đầy khắp mười phương pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và tất cả cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, đó là tướng tốt đại nhân thứ 51. Vai trái của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây chiếu sáng khắp, tướng đó vòng bên phải vi mật trang nghiêm, phóng ra quang minh Phật đang diệm phân thanh tịnh đầy khắp pháp giới, trong đó hiện hiện tất cả Bồ Tát đủ thứ sự trang nghiêm thầy đều tốt đẹp, đó là 52. Vai trái của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân tên là Mây chiếu sáng khắp, tướng đó vòng qua bên phải vi mật trang nghiêm, phóng ra mây quang minh Phật đang diệm thanh tịnh đầy khắp mười phương pháp giới, trong đó hiện hiện tất cả Bồ Tát đủ thứ sự trang nghiêm thầy đều tốt đẹp, đó là tướng tốt đại nhân thứ 52. Khi chúng ta đi nhiễu Phật, tại sao phải vòng qua bên phải? Vì nhiễu vòng qua bên phải là thuận hành, bên trái là nghịch hành. Phật phóng ra quang minh đều vòng qua bên phải.
Phật y chiếu theo chân lý mà tu thành, nên mỗi cử chỉ hành động đều biểu thị tồn tại của chân lý, do đó mà tướng đó vòng qua bên phải. Ngực của Như Lai có tướng đại nhân hình như chữ vạn, tên là mây biển cát tường, dùng hoa báu mani để trang nghiêm, phóng ra tất cả màu sắc báu đủ thứ quang minh diệm luân đầy khắp pháp giới, khắp khiến cho thanh tịnh, lại vang ra diệu âm tuyên dương biển pháp, đó là 53. Ngực của Như Lai có tướng tốt đại nhân hình như chữ vạn, tên là mây biển cát tường, dùng hoa báu mani để trang nghiêm, phóng ra tất cả màu sắc báu đủ thứ quang minh diệm luân đầy khắp pháp giới, khắp khiến cho thanh tịnh, lại vang ra âm thanh vi diệu tuyên nói diễn sướng biển pháp, đó là tướng tốt đại nhân thứ 53. Bên phải tướng cát tường có tướng đại nhân tên là mây thị hiện quang chiếu, dùng lưới nhân đà la để trang nghiêm, phóng ra đại quang luân đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật, đó là 54. Bên phải tướng cát tường có tướng đại nhân tên là mây thị hiện quang chiếu, dùng lưới nhân đà la để trang nghiêm, phóng ra đại quang luân đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật mười phương ba đời, đó là tướng tốt đại nhân thứ 54. Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là mây hiện khắp Như Lai, dùng các Bồ Tát mũ báu mani để trang nghiêm, phóng ra đại quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, đều khiến cho thanh tịnh, trong đó thị hiện Phật quá khứ vị lai hiện tại, ngồi nơi đạo tràng hiện khắp thần lực giọng nói biển pháp, đó là 55. Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là mây hiện khắp Như Lai, dùng các Bồ Tát mũ báu mani để trang nghiêm, phóng ra đại quang minh chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, đều khiến cho thanh tịnh, trong đó thị hiện Phật ba đời quá khứ vị lai hiện tại, ngồi nơi đạo tràng hiện khắp thần lực giọng nói tuyên dương biển pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh, đó là tướng tốt đại nhân thứ 55. Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là mây khai phu hoa, dùng hoa mani báu để trang nghiêm, phóng ra quang minh bảo hương diệm đăng thanh tịnh, hình trạng như hoa sen đầy khắp thế giới, đó là 56. Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là mây khai phu hoa, dùng hoa mani báu để trang nghiêm, phóng ra quang minh bảo hương diệm đăng thanh tịnh, hình trạng như hoa sen đầy khắp mười phương tất cả thế giới, đó là tướng tốt đại nhân thứ 56. Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là mây sắc vàng đáng vui thích, dùng tất cả bảo tâm vương tạng mani vương để trang nghiêm, phóng ra quang minh thanh tịnh chiếu pháp giới, trong đó hiện khắp quang minh mani bảo tạng rộng lớn giống như mắt Phật, đó là 57. Bên phải tướng cát tường lại có tướng tốt đại nhân tên là mây sắc vàng đáng vui thích, dùng tất cả bảo tâm vương tạng mani vương để trang nghiêm, phóng ra quang minh thành tịnh chiếu sáng mười phương pháp giới, trong đó hiện khắp quang minh mani bảo tạng rộng lớn giống như mắt Phật, đó là tướng tốt đại nhân thứ 57. Bên phải tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là mây biển Phật, dùng tỷ lưu ly báu hương đèn tràng hoa để trang nghiêm, phóng ra quang minh mani bảo vương hương đèn rất rực rỡ thanh tịnh đầy khắp hư không, đầy khắp mười phương tất cả cõi nước, trong đó hiện khắp đạo tràng chúng hội, đó là 58. Bên phải tướng cát tường lại có tướng tốt đại nhân tên là mây biển Phật, dùng tỷ lưu ly báu hương đèn tràng hoa để trang nghiêm, phóng ra quang minh mani bảo vương hương đèn rất rực rỡ thanh tịnh đầy khắp hư không, đầy khắp mười phương tất cả cõi nước, trong đó hiện khắp đạo tràng chúng hội, đó là tướng tốt đại nhân thứ 58. Bên trái tướng cát tường có tướng đại nhân tên là mây thị hiện quang minh, vô số Bồ Tát ngồi trên hoa sen báu dùng để trang nghiêm, phóng ra quang minh mani vương có đủ thứ bảo diệm sen tạp thanh tịnh khắp tất cả biển pháp giới, trong đó thị hiện vô lượng chư Phật và âm thanh vi diệu của Phật dễ nói các pháp, đó là 59. Bên trái tướng cát tường có tướng đại nhân tên là mây thị hiện quang minh, vô số Bồ Tát ngồi trên hoa sen báu dùng để trang nghiêm, phóng ra quang minh mani vương có đủ thứ bảo diệm sen tạp thanh tịnh khắp tất cả biển pháp giới, trong đó thể hiện vô lượng mười phương chư Phật và âm thanh vi diệu của chư Phật dễ nói các pháp, đó là tướng tốt đại nhân thứ 59. Bên trái tướng cát tường lại có tướng đại nhân tên là mây quang minh, thể hiện khắp pháp giới, dùng biển báu mani để trang nghiêm, phóng ra đại quang minh khắp tất cả cõi, trong đó hiện khắp các chúng Bồ Tát, đó là 60. Bên trái tướng cát tường lại có tướng tốt đại nhân tên là mây quang minh thể hiện khắp pháp giới, dùng biển báu mani để trang nghiêm, phóng ra đại quang minh đầy khắp tất cả cõi,
trong đó hiện khắp các chúng Bồ Tát, đó là tướng tốt đại nhân thứ 60. Bên trái tướng Cát Tường lại có tướng đại nhân tên là Mây Phổ Thắng, dùng ánh sáng mặt trời Tràng Mani Bảo Luân để trang nghiêm, phóng đại quang minh rực rỡ đầy khắp pháp giới. Các biển thế giới, trong đó thể hiện tất cả thế giới, tất cả Như Lai, tất cả chúng sinh, đó là 61. Bên trái tướng Cát Tường lại có tướng tốt đại nhân tên là Mây Phổ Thắng, dùng ánh sáng mặt trời Tràng Mani Bảo Luân để trang nghiêm, phóng đại quang minh rực rỡ đầy khắp mười phương pháp giới và tất cả biển thế giới, trong đó thể hiện tất cả thế giới, tất cả Như Lai, tất cả chúng sinh, đó là tướng tốt đại nhân thứ 61. Bên trái tướng Cát Tường lại có tướng đại nhân tên là Mây Chuyển Pháp Luân Diệu Âm, dùng tất cả đèn pháp hương nhụy thanh tịnh để trang nghiêm, phóng ra đại quang minh đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp hết thảy biển tướng và biển tâm của tất cả chư Phật, đó là 62. Bên trái tướng Cát Tường lại có tướng đại nhân tên là Mây Chuyển Pháp Luân Diệu Âm, dùng tất cả đèn pháp hương nhụy thanh tịnh để trang nghiêm, phóng ra đại quang minh đầy khắp mười phương pháp giới, trong đó hiện khắp hết thảy biển tướng và biển tâm của tất cả chư Phật, đó là tướng tốt đại nhân thứ 62. Bên trái tướng Cát Tường lại có tướng đại nhân tên là Mây Trang Nghiêm, dùng tất cả biển chư Phật, quá khứ, vị lai, hiện tại để trang nghiêm, phóng quang minh thanh tịnh, nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, trong đó hiện khắp mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát và hạnh của Phật Bồ Tát tu hành, đó là 63. Bên trái tướng Cát Tường lại có tướng đại nhân tên là Mây Trang Nghiêm, dùng tất cả biển chư Phật ba đời, quá khứ, vị lai, hiện tại để trang nghiêm, phóng đại quang minh thanh tịnh, nghiêm tịnh tất cả cõi nước chư Phật, trong đó hiện khắp mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát và hạnh của Phật Bồ Tát tu hành, đó là tướng tốt đại nhân thứ 63. Tay phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Biển Chiếu, các bóng trang nghiêm luôn phóng ra ánh sáng mà trang rực rỡ thanh tịnh đầy khắp hư không, tất cả thế giới phát ra âm thanh lớn vui đẹp, tất cả các Bồ Tát hạnh, đó là 64. Tay phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Biển Chiếu, các bóng trang nghiêm luôn phóng ra ánh sáng mà trang rực rỡ thanh tịnh đầy khắp hư không, tất cả thế giới phát ra âm thanh rộng lớn vui đẹp, tất cả các Bồ Tát hạnh, đó là tướng tốt đại nhân thứ 64. Tay phải của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây Ảnh Hiện Chiếu Sáng, dùng tỷ lưu ly đế thanh hoa báu mani để trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp liên hoa tạng, mani tạng chỗ ở của Bồ Tát mười phương đồng với tất cả thế giới, trong đó đều hiện vô thượng chư Phật, dùng pháp thân thanh tịnh ngồi dưới cội bồ đề chấn động tất cả mười phương cõi nước, đó là 65. Tay phải của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây Ảnh Hiện Chiếu Sáng, dùng tỷ lưu ly đế thanh hoa báu mani để trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp liên hoa tạng, mani tạng chỗ ở của Bồ Tát mười phương đồng với tất cả thế giới, trong đó đều hiện vô lượng chư Phật dùng pháp thân thanh tịnh ngồi dưới cội bồ đề chấn động tất cả mười phương cõi nước, đó là tướng tốt đại nhân thứ 65. Tay phải của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây Đèn Rực Rỡ Trang Nghiêm Tịnh Khắp, dùng tỷ lô giá na báu để trang nghiêm, phóng đại quang minh thành lưới biến hóa, trong đó hiện khắp các chúng Bồ Tát đều đội mũ báu dễ nói các biển hải, đó là 66. Tay phải của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân tên là Mây Đèn Rực Rỡ Trang Nghiêm Tịnh Khắp, dùng tỷ lô giá na báu để trang nghiêm, phóng đại quang minh thành lưới biến hóa, trong đó hiện khắp tất cả các chúng Bồ Tát đều đội mũ báu dễ nói các biển hải, đó là tướng tốt đại nhân thứ 66. Tay phải của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây Hiện Khắp Tất Cả Mani, dùng đèn hoa sen rực rỡ để trang nghiêm, phóng quang minh hải tạng đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật ngồi tỏa hoa sen, đó là 67. Tay phải của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân tên là Mây Hiện Khắp Tất Cả Mani, dùng đèn hoa sen rực rỡ để trang nghiêm, phóng quang minh hải tạng đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật ngồi tỏa hoa sen, đó là tướng tốt đại nhân thứ 67. Tay phải của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây Quang Minh, dùng biển mani rực rỡ để trang nghiêm, phóng quang minh các bóng rực rỡ, hương rực rỡ, hoa rực rỡ thanh tịnh đầy khắp tất cả các lưới thế giới, trong đó hiện khắp chư Phật đạo tràng, đó là 68. Tay phải của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân tên là Mây Quang Minh, dùng biển mani rực rỡ để trang nghiêm, phóng quang minh các bóng rực rỡ, hương rực rỡ, hoa rực rỡ thanh tịnh đầy khắp tất cả các lưới thế giới, trong đó hiện khắp chư Phật đạo tràng, đó là tướng tốt đại nhân thứ 68. Tay trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Đèn Tỷ Lưu Ly Thanh Tịnh,
dùng báu địa sắc đẹp để trang nghiêm, phóng quang minh Như Lai sắc vàng, niệm niệm thực hiện tất cả đồ trang nghiêm tốt đẹp, đó là 69. Tay trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Đèn Tỷ Lưu Ly thanh tịnh, dùng báu địa sắc đẹp để trang nghiêm, phóng quang minh Như Lai sắc vàng, ở trong niệm niệm thực hiện tất cả đồ trang nghiêm tốt đẹp, đó là tướng tốt đại nhân thứ 69. Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây Tất Cả Cõi Trí Huệ Đèn Âm Thanh, dùng lưới nhân đà la hoa kim cang để trang nghiêm, phóng quang minh vàng diêm phủ đàn thanh tịnh, chiếu khắp 10 phương tất cả thế giới, đó là 70. Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây Tất Cả Cõi Trí Huệ Đèn Âm Thanh, dùng lưới nhân đà la hoa kim cang để trang nghiêm, phóng quang minh vàng diêm phủ đàn thanh tịnh, chiếu khắp 10 phương tất cả thế giới, đó là tướng tốt đại nhân thứ 70. Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây Quang Minh An Trụ Hoa Sen Báu, dùng hoa báu tốt đẹp để trang nghiêm, phóng đại quang minh như đèn tu di, chiếu khắp 10 phương tất cả thế giới, đó là 71. Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây Quang Minh An Trụ Hoa Sen Báu, dùng hoa báu đẹp để trang nghiêm, phóng đại quang minh như đèn tu di, chiếu khắp 10 phương tất cả thế giới, đó là tướng tốt đại nhân thứ 71. Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây Chiếu Khắp Pháp Giới, dùng tràng báu đẹp, luân báu, bình báu, lưới nhân đà la và các tướng đẹp để trang nghiêm, phóng đại quang minh, chiếu khắp 10 phương tất cả cõi nước, trong đó thể hiện tất cả pháp giới, tất cả biển thế giới, tất cả Như Lai ngồi trên tòa hoa sen, đó là 72. Tay trái của Như Lai lại có tướng đại nhân tên là Mây Chiếu Khắp Pháp Giới, dùng tràng báu đẹp, luân báu, bình báu, lưới nhân đà la và các tướng đẹp để trang nghiêm, phóng đại quang minh chiếu khắp 10 phương tất cả cõi nước, trong đó thể hiện tất cả pháp giới, tất cả biển thế giới, tất cả Như Lai ngồi trên tòa hoa sen, đó là tướng tốt đại nhân thứ 72. Ngón tay phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Hiện Trở Lại Các Kiếp Biển Cõi, dùng thủy nguyệt diệm tạng mani vương để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới, trong đó luôn vang ra âm thanh vi diệu đầy khắp 10 phương cõi, đó là 73. Ngón tay phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Hiện Trở Lại Các Kiếp Biển Cõi, dùng thủy nguyệt diệm tạng mani vương để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới, trong đó luôn vang ra âm thanh vi diệu đầy khắp 10 phương cõi, đó là tướng tốt đại nhân thứ 73. Ngón tay trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây An Trụ Tất Cả Báu, dùng kim cang báu đế thanh để trang nghiêm, phóng quang minh mani vương các báu đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và các Bồ Tát, đó là 74. Ngón tay trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây An Trụ Tất Cả Báu, dùng kim cang báu đế thanh để trang nghiêm, phóng quang minh mani vương các báu đầy khắp 10 phương pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và tất cả các Bồ Tát, đó là tướng tốt đại nhân thứ 74. Lòng bàn tay phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Chiếu Sáng, dùng bánh xe báu ngàn căm mani vương để trang nghiêm, phóng quang minh báu, quang minh đó vòng bên phải đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, thần của mỗi đức Phật đều phóng quang minh rực rỡ, thuyết pháp độ người, thanh tịnh các thế giới, đó là 75. Lòng bàn tay phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Chiếu Sáng, dùng bánh xe báu ngàn căm mani vương để trang nghiêm, phóng quang minh báu, quang minh đó vòng bên phải đầy khắp 10 phương pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật, thân của mỗi vị Phật phóng quang minh rực rỡ, nói pháp Bồ Tát vi diệu, độ hóa người nhân gian, thanh tịnh tất cả các thế giới, đó là tướng tốt đại nhân thứ 75. Lòng bàn tay trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Bánh Xe Rực Rỡ Khắp Tăng Trưởng Hóa Hiện Đạo Tràng Pháp Giới, dùng ánh sáng mặt trời mani vương bánh xe ngàn căm để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp tất cả các biển thế giới, trong đó thể hiện tất cả Bồ Tát, diễn nói hết thảy biển hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền và khắp tất cả các cõi Phật đều khai ngộ vô lượng chúng sinh, đó là 76. Lòng bàn tay trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Bánh Xe Rực Rỡ Khắp Tăng Trường Hóa Hiện Đạo Tràng Pháp Giới, dùng ánh sáng mặt trời mani vương bánh xe ngàn căm để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp tất cả các biển thế giới, trong đó thể hiện tất cả Bồ Tát, sẽ nói hết thảy biển hạnh của Bồ Tát Phổ Hiện vào khắp tất cả các cõi Phật, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều khai ngộ vô lượng chúng sinh, đó là tướng tốt đại nhân thứ 76. Âm tàng của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Khắp Vang Ra Âm Thanh Của Phật,
dùng tất cả báu đẹp để trang nghiêm, phóng quang minh mani đèn hoa rực rỡ. Quang minh đó rất sáng rực rỡ, đủ các màu sắc báu, chiếu khắp tất cả hư không thế giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật du hành đến đi cùng khắp các nơi, đó là 77. Nơi âm tàng của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Khắp vang ra âm thanh của Phật. Dùng tất cả báu đẹp để trang nghiêm, phóng quang minh mani đèn hoa rực rỡ. Quang minh đó rất sáng rực rỡ, đầy đủ tất cả các màu sắc báu, chiếu khắp tất cả tận hư không khắp thế giới. Trong đó hiện khắp tất cả chư Phật du hành đến đi cùng khắp các nơi, đó là tướng tốt đại nhân thứ 77. Làm thế nào để đắc được tướng mã âm tàng? Phải tu công đức bố thí, thấy người sợ hãi thì cứu hộ họ, thấy họ không có quần áo mặc thì bố thí cho họ quần áo. Dùng tài thí, pháp thí, vô ý thí, công đức ba sự bố thí này viên mãn thì sẽ đắc được tướng này. Thiền thất năm nay sắp viên mãn, chỉ còn một tuần lễ cuối, mỗi năm có khóa thiền thất 3 tuần lễ. Tôi hy vọng tuần lễ thiền thất cuối cùng có người khai ngộ, bất luận đại ngộ hoặc tiểu ngộ, miễn ngộ là được. Như thế mới không cô phụ mục đích đạt thiền thất. Làm thế nào để được khai ngộ? Mọi người phải cước đạp thật địa, chân thật để tham thoại đầu, để lên thành kiếm báu kim cang, chặt đứt tất cả vọng tưởng tập khí. Phải biết thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hôm nay chúng ta may mắn gặp nhau, sống bình an tại nước Mỹ, tại vạn Phật thánh thành thanh tịnh, truyền tâm nhất trí đà thiền thất, có thể nói là cơ hội khó gặp được. Mọi người phải dũng mãnh tinh tấn để tham thiền. Tất nhiên có điều kiện ưu việt thế này thì nhất định phải đắc được lợi ích, đừng để thời gian trôi qua lãng phí. Ở đây phải nhẫn nại dụng công, chân đau lưng ê kệ mặc nó, đừng để ý đến nó, một lòng một dạ tham thoại đầu. Khi tinh thần tập trung thì chân cũng không đau, lưng cũng không ê, lúc đó sẽ có tin tức tốt, trong khoảng sát na có thể sẽ khai ngộ. Nếu không khai ngộ thì thật là đáng tiếc. Tuy nhiên nói công không luống mất, ngồi một phút thì tăng một phút định lực, nhưng phải chân tránh khai ngộ thì mới đắc được lợi ích thật sự. Nếu chỉ đắc được chút định lực thì đừng có biết đủ, đừng có trùng đạo tự vẽ, phải tinh ích cầu tinh. Do đó có câu: đầu sao trăm trượng, tiến thêm một bước, mười phương thế giới hiện toàn thân. Nhất định có con đường để đi, phải hướng về trước tiến tới. Đến lúc đó, bạn sẽ thay đầu đổi mặt, biết bộ mặt thật trước khi cha mẹ sinh ra. Các vị xin chú ý, đừng bỏ qua cơ hội khai ngộ, đừng để thời gian tùy tiện trôi qua. Ở tại vạn Phật thành nhất định phải làm người khai ngộ trước tiên, khai đại trí huệ trước tiên, ngộ đại đạo trước tiên. Hiện tại đang giảng kinh Hoa Nghiêm, tại sao Phật đắc được những tướng tốt đại nhân đó? Vì thuở xưa Phật đã tu phước tu huệ, phước huệ viên mãn, công đức đầy đủ mới đắc được 32 tướng 80 vẻ đẹp. Tu phước tức là bố thí trì giới nhẫn nhục, tu huệ tức là tinh tấn thiền định bát nhã. Phước huệ đều tròn đầy thì tự nhiên hiện tướng tốt đại nhân. Hiện tại mọi người đang nghe kinh Hoa Nghiêm, phải xin tu phước huệ, sớm nhận thức được bản lai diện mục của chính mình. Đây là pháp môn quan trọng nhất, hy vọng mọi người hướng về trước tiến tới, hoàn thành sứ mạng mong cầu. Hồng phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Đèn Báu Óng Ánh Chiếu Khắp, dùng các báu mani để trang nghiêm, phóng quang minh báu rực rỡ không nghĩ bàn, giang bổ mười phương tất cả pháp giới và hư không pháp giới, đồng là một tướng mà sinh ra tất cả các tướng, trong mỗi mỗi tướng đều hiện tự tại thần biến của chư Phật, đó là 78. Không phải của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Đèn Báu Óng Ánh Chiếu Khắp, dùng các báu mani để trang nghiêm, phóng quang minh báu rực rỡ không thể nghĩ bàn, giang bùa mười phương tất cả pháp giới và tận hư không khắp pháp giới, đồng là một tướng mà sinh ra tất cả các tướng, trong mỗi mỗi tướng đều hiện tự tại thần biến của tất cả chư Phật, đó là tướng tốt đại nhân thứ 78. Hồng trái của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Quang Minh Che Chủ Hư Không, thị hiện tất cả biển pháp giới, dùng báu đẹp thanh tịnh như hoa sen để nghiêm sức, phóng lưới quang minh chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới, trong đó hiện khắp đủ thứ tướng mây, đó là 79. Hồng trái của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là Mây Quang Minh Che Chủ Hư Không, thị hiện tất cả biển pháp giới, dùng báu đẹp thanh tịnh như hoa sen để nghiêm sức, phóng lưới quang minh chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới, trong đó hiện khắp đủ thứ tướng mây, đó là tướng tốt đại nhân thứ 79. Đùi phải của Như Lai có tướng đại nhân tên là Mây Hiện Khắp, dùng các màu sắc mani để trang nghiêm, đùi và bắp chân trên dưới xứng nhau, phóng quang minh diệu pháp mani rực rỡ,
Trong một niệm thị hiện khắp tất cả bảo vương du bộ tướng hải, đó là 80. Đùi phải của Như Lai có tướng Tốt Đại Nhân tên là Mây Hiện Khắp, dùng các màu sắc mani để trang nghiêm, đùi và bắp chân trên dưới xứng nhau, phóng quang minh diệu pháp mani rực rỡ. Trong một niệm thể hiện khắp tất cả bảo vương du bộ tướng hải, đó là tướng Tốt Đại Nhân thứ 80. Đùi trái của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Hiện Tất Cả Vô Lượng Biển Tướng của Phật, dùng tùy thuận an trụ để trang nghiêm, phóng quang minh thành tịnh du hành rộng lớn, chiếu khắp chúng sinh đều khiến mong cầu Phật Pháp Vô Thượng, đó là 81. Đùi trái của Như Lai có tướng Tốt Đại Nhân tên là Mây Hiện Tất Cả Vô Lượng Biển Tướng của Phật, dùng tùy thuận an trụ để trang nghiêm, phóng quang minh thành tịnh du hành rộng lớn, chiếu khắp chúng sinh đều khiến mong cầu Phật Pháp Vô Thượng, đó là tướng Tốt Đại Nhân thứ 81. Bắp chân Nai Chúa Y Ni Diên bên phải của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Tất Cả Hư Không Phát Giới, dùng quang minh báu đẹp để trang nghiêm, tướng đó tròn thẳng khéo hay đi bộ, phóng quang minh màu vàng diêm phù thanh tịnh, chiếu khắp tất cả thế giới chư Phật, phát ra âm thanh lớn đều chấn động khắp, lại hiện tất cả cõi nước chư Phật trụ trong hư không, báu rực rỡ trang nghiêm, vô lượng Bồ Tát hóa hiện trong đó, đó là 82. Bắp chân Nai Chúa Y Ni Diên bên phải của Như Lai có tướng Tốt Đại Nhân tên là Mây Tất Cả Hư Không Pháp Giới, dùng quang minh báu đẹp để trang nghiêm, tướng đó vừa tròn lại vừa thẳng, khéo hay đi bộ, phóng quang minh màu sắc vàng diêm phù thanh tịnh, chiếu khắp tất cả thế giới chư Phật, phát ra âm thanh lớn đều chấn động khắp, lại hiện ra tất cả cõi nước chư Phật trụ ở trong hư không, báu rực rỡ trang nghiêm, vô số vô lượng Bồ Tát hóa hiện trong đó, đó là tướng Tốt Đại Nhân thứ 82. Bắp chân Nai Chúa Y Ni Diên bên trái của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Biển Trang Nghiêm, màu sắc như vàng thật, có thể du hành khắp tất cả cõi Phật, phóng quang minh tất cả báu thanh tịnh, đầy khắp pháp giới, tí làm Phật sự, đó là 83. Bắp chân Nai Chúa Y Ni Diên bên trái của Như Lai có tướng Tốt Đại Nhân tên là Mây Biển Trang Nghiêm, màu sắc như vàng thật, khéo hay du hành khắp tất cả cõi Phật, phóng quang minh tất cả báu thanh tịnh đầy các mười phương pháp giới thí làm Phật sự, đó là tướng Tốt Đại Nhân thứ 83. Lồng trên bắp chân báu của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Hiện Hình Bóng Khắp Pháp Giới, lông đó vòng bên phải trên mỗi đầu sợi lông đều phóng ra quang minh báu đầy khắp mười phương tất cả pháp giới, thì hiện thần lực của tất cả chư Phật, các lỗ lông đó đều phóng quang minh, tất cả cõi Phật đều hiện hiện trong đó, đó là 84. Lồng trên bắp chân báu của Như Lai có tướng Tốt Đại Nhân tên là Mây Hiện Hình Bóng Khắp Pháp Giới, lông đó vòng bên phải trên mỗi đầu sợi lông đều phóng ra quang minh báu để khắp mười phương tất cả pháp giới, thì hiện thần thông lực của tất cả chư Phật, trong tất cả các lỗ lồng đó đều phóng đại quang minh, tất cả cõi Phật đều hiện hiện trong đó, đó là tướng Tốt Đại Nhân thứ 84. Nếu gần gũi bậc trí, xa lìa kẻ ngu, khéo vui vấn đáp, quét sạch đường đi thì sẽ được lông chân vòng bên phải. Nếu đem y phục, thức ăn uống, đồ nằm hồi, thuốc men, hương hoa đèn sáng vân vân bố thí cho người khác thì sẽ được thân thể sắc vàng. Dưới trần của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Tất Cả Biển Bồ Tát An Trụ, màu sắc như kim càng vàng diêm phù đàn, hoa sen thành tịnh phóng quang minh báu, chiếu khắp mười phương các biển thế giới, mấy báu thơm rực rỡ khắp cùng nơi nơi, giở chân cất bước hương thơm tỏa khắp, đầy đủ các sắc báu đầy khắp pháp giới, đó là 85. Dưới trần của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Tất Cả Biển Bồ Tát An Trụ, màu sắc như kim càng vàng diêm phù đàn, hoa sen thành tịnh phóng quang minh báu đẹp, chiếu khắp mười phương các biển thế giới, mây báu thơm rực rỡ khắp cùng nơi nơi, khi giở trần cất bước thì hương thơm tỏa khắp đầy đủ các sắc báu đầy khắp pháp giới, đó là tướng Tốt Đại Nhân thứ 85. Trên bàn chân phải của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Quang Minh chiếu khắp tất cả, dùng tất cả các báu để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới, thị hiện tất cả chư Phật Bồ Tát, đó là 86. Trên bàn chân phải của Như Lai có tướng Tốt Đại Nhân tên là Mây Quang Minh chiếu khắp tất cả, dùng tất cả các báu để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới, thị hiện tất cả chư Phật Bồ Tát, đó là tướng Tốt Đại Nhân thứ 86. Trên bàn chân trái của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Hiện Khắp Tất Cả Chư Phật, dùng bảo tạng mani để trang nghiêm, phóng quang minh báu ở trong niệm niệm, hiện ra tất cả thần thông biến hóa của Phật và biện pháp của Ngài,
Phật ngồi đạo tràng hết kiếp thuở vị lai không có gián đoạn, đó là 87. Trên bàn chân trái của Như Lai có tướng Tốt Đại Nhân, tên là Mây Hiện Khắp Tất Cả Chư Phật, dùng bảo tạng Mani để trang nghiêm, phóng quang minh báu ở trong niệm niệm, hiện ra tất cả thần thông biến hóa của Phật và biện pháp của Ngài. Phật ngồi đạo tràng hết kiếp thuở vị lai không có gián đoạn, đó là tướng Tốt Đại Nhân thứ 87. Giữa ngón chân phải của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Quang Chiếu Tất Cả Biển Pháp Giới, đèn bánh xe Tu Di Mani Vương Ngàn Cam rực rỡ đủ thứ sự trang nghiêm, phóng đại quang minh đẩy khắp mười phương tất cả pháp giới, các biển thế giới, trong đó hiện khắp hết thảy đủ thứ tướng báu trang nghiêm của tất cả chư Phật, đó là 88. Giữa ngón chân phải của Như Lai có tướng Tốt Đại Nhân tên là Mây Quang Chiếu Tất Cả Biển Pháp Giới, dùng đèn bánh xe Tu Di Mani Vương Ngàn Cam rực rỡ đủ thứ sự trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp mười phương tất cả pháp giới và tất cả biển thế giới, trong đó hiện khắp hết thảy đủ thứ tướng báu trang nghiêm của tất cả chư Phật, đó là tướng Tốt Đại Nhân thứ 88. Giữa ngón chân trái của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Hiện Tất Cả Biển Phật, dùng báu Mani Tràng Hoa Hương rực rỡ bánh xe tất cả báu để trang nghiêm, tuần phóng quang minh biển báu thanh tịnh đầy khắp hư không cùng với mười phương tất cả thế giới, trong đó thể hiện âm thanh viên mãn của tất cả chư Phật và các Bồ Tát và tướng chữ vạn vân vân lợi ích vô lượng tất cả chúng sinh, đó là 89. Giữa ngón chân trái của Như Lai có tướng Tốt Đại Nhân tên là Mới Hiện Tất Cả Biển Phật, dùng báu Mani Tràng Hoa Hương rực rỡ bánh xe tất cả báu để trang nghiêm, luồn phóng quang minh biển báu thanh tịnh tận hư không khắp pháp giới đầy khắp nơi nơi cùng với mười phương tất cả thế giới, trong đó thể hiện âm thanh viên mãn của tất cả chư Phật và các Bồ Tát, lại thể hiện tướng chữ vạn vân vân lợi ích vô lượng tất cả chúng sinh, đó là tướng Tốt Đại Nhân thứ 89. Có chân phải của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Tự Tại Chiếu Sáng, dùng bột báu đế thanh để trang nghiêm, thường phóng quang minh Như Lai báu đẹp, quang minh đó tốt đẹp đầy khắp pháp giới đều đồng một tướng không có khác biệt, trong đó thể hiện tất cả chư Phật ngồi nơi đạo tràng diễn nói diệu pháp, đó là 90. Có chân phải của Như Lai có tướng Tốt Đại Nhân tên là Mây Tự Tại Chiếu Sáng, dùng bột báu đế thanh để trang nghiêm, thường phóng quang minh Như Lai báu đẹp, quang minh đó tốt đẹp để khắp pháp giới đều đồng một tướng không có khác biệt, trong đó thể hiện tất cả chư Phật ngồi nơi đạo tràng tòa sư tử Liên Hoa Tạng diễn nói diệu pháp, đó là tướng Tốt Đại Nhân thứ 90. Gót chân trái của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Thị Hiện Diệu Âm diễn nói biển ca pháp, dùng biển báu Mani biến hóa, biển hương Tu Di rực rỡ, hoa báu Mani và tỷ lưu ly để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp thần lực của chư Phật, đó là 91. Gót chân trái của Như Lai có tướng Tốt Đại Nhân tên là Mây Thị Hiện Diệu Âm diễn nói biển ca pháp, dùng biển báu Mani biến hóa, biển hương Tu Di rực rỡ, hoa báu Mani và tỷ lưu ly để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy khắp mười phương pháp giới, trong đó hiện khắp thần lực của chư Phật, đó là tướng Tốt Đại Nhân thứ 91. Mù bàn chân phải của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Thị Hiện Tất Cả Quang Minh Trang Nghiêm, dùng các thành tựu rất đẹp để trang nghiêm, phóng quang minh sắc vàng diễm phủ đàn thanh tịnh chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới, tướng quang minh đó như mây lớn che khắp tất cả đạo tràng của chư Phật, đó là 92. Mù bàn chân phải của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Thị Hiện Tất Cả Quang Minh Trang Nghiêm, dùng các thành tựu rất đẹp để trang nghiêm, phóng quang minh sắc vàng diêm phủ đàn thanh tịnh trước khắp mười phương tất cả pháp giới, tướng quang minh đó như mây lớn che khắp tất cả đạo tràng của chư Phật, đó là tướng Tốt Đại Nhân thứ 92. Mù bàn chân trái của Như Lai có tướng Đại Nhân tên là Mây Hiện Các Sắc Tướng, dùng tất cả báu nguyệt diệm tạng tỷ lô giá na báu nhân đà ni la để trang nghiêm,